Lược sử tôn giáo. Hơn 7 tỷ người trên thế giới có thể viết một thứ gì đó khác chữ không vào một tôn giáo trong hồ sơ của mình. Một số sinh ra đã theo một tôn giáo được chọn sẵn. Số khác có thể tự lựa chọn theo sở thích, theo định hướng, theo đám đông. Thế rồi họ thực hành đức tin của mình hàng ngày, tự hào về nó và muốn truyền bá nó cho nhiều người khác. Đó là con đường phát triển hết sức tự nhiên của tôn giáo suốt hàng ngàn năm qua. Kết quả là vô số tín ngưỡng với cành nhánh xum xuê mà chúng ta thấy ngày nay. Nhiều tôn giáo ra đời cách đây hàng ngàn năm với số lượng tín đồ hùng hậu, một số khác non trẻ hơn nhưng không kém phần đình đám vì những tín đồ ít ỏi nhưng nổi tiếng của mình. Thế nhưng, ai trong số họ dám chắc những gì mình đang làm là đúng nguyên bản và không khiến các vị khai sinh ra tôn giáo ấy lắc đầu, thất vọng? Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phức tạp và lịch sử phát triển của một số tôn giáo lớn trên thế giới trải qua hàng ngàn năm lại càng phức tạp hơn. Chính vì vậy, người ta có nhiều cách tiếp cận tôn giáo để nghiên cứu, tìm hiểu, và lược sử tôn giáo của tác giả Richard Holloway thể hiện một trong những tiếp cận đó. Cuốn sách cung cấp thông tin khá bao quát, phong phú và súc tích về các tôn giáo lớn của phương Đông và phương Tây, dưới góc nhìn và cách lý giải của chính bản thân tác giả. Chúng tôi tôn trọng nhưng không nhất thiết đồng tình với một số quan điểm, cách tiếp cận và lý giải riêng của tác giả về các vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách. Chúng tôi mong độc giả đọc cuốn sách này như một tài liệu tham khảo. Chương 1. Có ai ở đó không? Tôn giáo là gì? Nó đến từ đâu? Tôn giáo đến từ bên trong tâm trí của loài người, từ chính chúng ta mà ra. Những giống loài khác trên trái đất dường như chẳng cần đến tôn giáo. Và theo những gì ta biết thì chúng cũng chưa từng tạo ra tôn giáo nào cả. Đó là vì chúng hòa hợp với đời sống của chính mình hơn chúng ta. Chúng hành động theo bản năng. Chúng thả mình theo dòng chảy sinh tồn mà chẳng hề băn khoăn về sự sống. Loài người đã mất khả năng làm được điều ấy. Bộ não của chúng ta phát triển theo hướng khiến chúng ta biết tự ý thức. Chúng ta quan tâm đến chính mình. Chúng ta không thể không thắc mắc về mọi thứ. Chúng ta không thể không suy nghĩ. Và điều to lớn nhất mà chúng ta nghĩ tới chính là vũ trụ và nguồn gốc của vũ trụ. Có ai đó ngoài kia đã tạo nên nó chăng? Một từ ngắn gọn mà chúng ta dùng để gọi người hay thứ này là thần, hay Theos trong tiếng Hy Lạp. Ai nghĩ có một vị thần ở ngoài kia được gọi là người hữu thần? Còn ai cho rằng chẳng có vị thần nào ngoài kia mà loài người là đơn độc trong vũ trụ thì được gọi là người vô thần? Ngành nghiên cứu về thần thánh và những gì các vị ấy mong muốn từ chúng ta gọi là thần học. Một câu hỏi lớn khác chúng ta không ngừng tự hỏi là điều gì xảy đến cho chúng ta sau khi chết? Khi chết thì ta chỉ chết thôi, hay còn điều gì xảy đến nữa không? Nếu có điều gì khác thì nó sẽ như thế nào? Thứ được gọi là tôn giáo chính là những nỗ lực đầu tiên của chúng ta hòng trả lời cho những câu hỏi như vậy. Câu trả lời của tôn giáo cho câu hỏi đầu tiên khá đơn giản. Vũ trụ được tạo ra bởi một đấng quyền năng bên ngoài vũ trụ. Một số người gọi đó là Thượng Đế. Đấng quyền năng này tiếp tục để tâm và tham gia vào những gì người đã tạo ra. Mỗi tôn giáo đều đưa ra một phiên bản khác nhau về đấng quyền năng gọi là Thượng Đế này và điều người đòi hỏi ở chúng ta. Nhưng mọi tôn giáo đều tin vào sự hiện hữu của đấng quyền năng đó dưới dạng này hay dạng khác. Tôn giáo nói rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Còn có những thực tại, những chiều kích khác nằm ngoài sự tồn tại của chúng ta. Ta gọi chúng là siêu nhiên vì chúng vượt qua ngoài thế giới tự nhiên mà ta vốn có thể nắm bắt trực tiếp qua các giác quan. Nếu niềm tin quan trọng nhất của tôn giáo là về sự tồn tại của một thực thể nằm bên ngoài thế giới này mà ta gọi là Thượng Đế, thì điều gì đã khơi mào cho niềm tin đó và từ khi nào? Tất cả bắt đầu từ nhiều kỷ nguyên trước. Thực ra, dường như chưa có lúc nào mà loài người lại không tin vào một thế giới siêu nhiên nằm ngoài thế giới hiện tại và có thể chính thắc mắc về điều gì xảy ra sau khi con người chết đi là câu hỏi đã mở màn cho tất cả. Tất cả loài vật đều chết đi, nhưng duy nhất chỉ có loài người không đơn thuần để yên cho xác chết phân rã ngay tại chỗ. Lần theo lịch sử xa xưa nhất có thể, con người dường như đã làm lễ tang cho người chết. Và cách tổ chức các lễ tang cũng đã cho thấy nhiều điều về những niềm tin sơ khai nhất của loài người. Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa là các loài vật khác không biết thương tiếc đồng loại đã chết. Vô số bằng chứng về khả năng đó có ở nhiều động vật.
Edinburgh có một bức tượng nổi tiếng về chú chó Rayfire Barbie, minh chứng cho nỗi buồn đau của loài vật khi chúng mất đi đối tượng thân thiết. Barbie chết năm 1872, sau 14 năm cuối đời nằm bên mộ của chủ nhân quá cố John Gray. Rõ ràng, Barbie đã rất nhớ chủ nhân. Nhưng chính những người trong gia đình John Gray đã tổ chức một đám tang chu toàn cho Barbie và đặt chú an nghỉ ở nghĩa trang Greyfriar Kirkyard. Thông qua việc chôn cất ấy, họ đã thực hiện một trong những nghi thức đặc trưng nhất của loài người. Vậy thì điều gì đã khiến loài người bắt đầu tiến hành chôn cất người chết? Điều rõ ràng nhất chúng ta nhận thấy ở một người chết là một điều gì đó từng diễn ra bên trong họ nay bỗng dưng dừng lại. Họ không còn thở nữa. Nhận thấy điều đó là bước đầu để tiến tới liên hệ việc thở với ý tưởng rằng có gì đó nương náu ở bên trong nhưng lại tách biệt với thể xác vật lý và mang lại cho thể xác ấy sự sống. Từ tiếng Hy Lạp để chỉ thứ này là psyche, tiếng Latin là spiritus. Cả hai đều có gốc là các động từ có nghĩa là thở hay thổi. Tinh thần hay linh hồn là thứ làm cho thể xác sống và hít thở. Nó cư ngụ trong cơ thể một thời gian. Khi cơ thể chết, nó rời đi. Nhưng nó đi đâu? Một cách giải thích là nó trở lại thế giới kia, thế giới của linh hồn, đối lập với thế giới trái đất nơi ta đang cư ngụ. Các nghi thức tang lễ cổ xưa mà chúng ta khám phá ra củng cố quan niệm trên. Tuy rằng với những dấu tích mơ hồ còn sót lại, thật khó đoán biết tổ tiên chúng ta đã thực sự suy nghĩ những gì. Chữ viết khi đó còn chưa ra đời, nên họ không thể để lại những suy nghĩ hay mô tả các quan niệm của mình dưới dạng mà ngày nay ta có thể đọc được. Nhưng họ vẫn để lại các manh mối để ta biết họ từng nghĩ gì. Vì thế, hãy cùng khảo sát các manh mối ấy, tức là tìm về thời điểm cách đây hàng ngàn năm trước công nguyên, một thuật ngữ cần được giải thích trước khi ta tìm hiểu về bất cứ điều gì. Cũng dễ hiểu khi ta có một bộ lịch và cách tính ngày tháng chung cho toàn cầu khi đề cập đến các sự kiện diễn ra trong quá khứ. Loại lịch ta đang dùng là do Kitô giáo hay Cơ đốc giáo sáng chế ra vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Nó cũng cho thấy tôn giáo đã từng có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào trong lịch sử. Giáo hội Công giáo từng là một trong những thế lực hùng mạnh trên trái đất suốt hàng ngàn năm, đến mức nó đã ấn định hệ thống dương lịch mà thế giới vẫn đang dùng. Sự kiện cột mốc là sự ra đời của đấng sáng lập Kitô giáo, Chúa Giê-xu. Năm Chúa Giê-xu ra đời tính là năm 1. Những gì diễn ra trước đó được gọi là trước công nguyên. Sau năm đó là công nguyên. Trong tiếng Anh, để nói về trước hay sau công nguyên, ngoài các từ viết tắt là BC và AD, người ta còn dùng BCE và CE. Hai thuật ngữ vừa có thể hiểu theo khuynh hướng tôn giáo hoặc không. Ví dụ, BCE có thể là viết tắt của Before the Christian Era, trước thời kỳ Công giáo, nhưng cũng có thể là viết tắt của Before the Common Era, trước thời kỳ Tây lịch. Còn CE là Within the Christian Era, trong thời kỳ Công giáo, hoặc Within the Common Era, trong thời kỳ Tây lịch. Mỗi người có thể chọn từ viết tắt và nghĩa của nó tùy theo cách hiểu của mình. Trong cuốn sách này, mỗi khi đề cập đến các sự kiện diễn ra trước công nguyên, tôi sẽ ghi rõ trước công nguyên. Nhưng để tránh lộn xộn, tôi sẽ dùng ký hiệu công nguyên tiết chế hơn và chỉ khi nào tôi cho là cần thiết. Do đó, khi bạn đọc đến mốc thời gian không đề cập gì thêm, thì nghĩa là nó xảy ra trong thời kỳ Tây lịch hoặc thời kỳ Công giáo. Trong giai đoạn từ khoảng 130.000 trước công nguyên trở về sau, chúng ta đã tìm ra các chứng cứ về một kiểu niềm tin tôn giáo biểu hiện qua cách tổ tiên chúng ta chôn cất người chết. Người ta phát hiện ra thức ăn, công cụ và đồ trang trí đặt trong các ngôi mộ cổ, gợi ý rằng người xưa tin người chết sẽ đi sang một cõi nào đó và cần mang theo những món đồ cho hành trình ấy. Một thực hành khác là tô vẽ lên người chết một loại bột đất màu đỏ, có lẽ để tượng trưng cho ý niệm sự sống tiếp diễn sau cái chết. Cách thức này cũng được biết đến tại một trong những ngôi mộ cổ xưa nhất của một bà mẹ và đứa con ở Qazet, Israel vào năm 100.000 trước công nguyên. Tục lệ tương tự cũng được tìm thấy cách đó nửa vòng trái đất tại hồ Mungo, nước Úc vào năm 42.000 trước công nguyên. Xác người chết cũng được phủ đất đỏ. Việc tô vẽ xác chết đánh dấu sự xuất hiện một trong những ý niệm thông minh nhất của nhân loại là tư duy biểu tượng. Tư duy biểu tượng có rất nhiều trong tôn giáo, vậy nên việc hiểu về nó sẽ rất cần thiết. Như nhiều từ hữu dụng khác, từ biểu tượng có gốc từ tiếng Hy Lạp mang nghĩa là ghép nối lại những thứ tách rời với nhau, giống như cách bạn gắn các mảnh vỡ của một cái đĩa. Sau đó, biểu tượng trở thành một vật thể hiện hay tượng trưng cho cái khác.
ý nghĩa gắn kết các thứ khác nhau vẫn còn, nhưng từ này đã trở nên phức tạp hơn, chứ không chỉ đơn thuần là lấy keo dán các mảnh gom lại. Một ví dụ hay về biểu tượng là quốc kỳ của mọi nước, như lá cờ sao và sọc. Khi thấy sao và sọc, ta nghĩ đến nước Mỹ. Lá cờ biểu tượng cho nước Mỹ, đại diện cho nước Mỹ. Các biểu tượng trở nên thiêng liêng với chúng ta là vì chúng đại diện cho lòng trung thành sâu sắc hơn bất cứ ngôn từ nào. Thế nên con người rất ghét thấy các biểu tượng của họ bị xâm phạm. Chẳng có gì sai khi ai đó đốt một mảnh vải cũ. Nhưng nếu mảnh vải đó tượng trưng cho quốc gia của bạn, thì bạn có thể nổi giận. Nếu các biểu tượng có ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng với một cộng đồng cụ thể, thì chúng càng có thêm sức ảnh hưởng. Và việc xúc phạm những biểu tượng như thế có thể gây nên sự cuồng nộ chết người. Hãy ghi nhớ ý niệm về biểu tượng, vì nó sẽ còn xuất hiện trở đi trở lại trong cuốn sách này. Ý niệm rằng một thứ nọ như bột đất màu đỏ đại diện cho một thứ khác, như niềm tin rằng người chết sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Một ví dụ khác của tư duy biểu tượng là việc đánh dấu nơi người chết yên nghỉ trở nên quan trọng, nhất là khi người đó là yếu nhân và có thế lực. Đôi khi họ được đặt dưới những tảng đá khổng lồ, đôi khi lại ở trong những buồng đá được xây dựng công phu, gọi là mộ đá, gồm hai phiến đá lớn dựng đứng chống đỡ một phiến đá đậy ngang bên trên. Những lăng mộ ấn tượng nhất của loài người chính là các kim tự tháp ở Giza, Ai Cập. Ngoài vai trò lăng mộ, các kim tự tháp cũng có thể được xem như các bệ phóng, để từ đó linh hồn của các vị hoàng thân quốc thích bên trong sẽ đi thẳng lên cõi bất tử. Theo thời gian, các nghi thức mai táng không chỉ công phu hơn, mà ở nhiều nơi chúng còn trở nên tàn ác một cách đáng sợ. Với việc tuẫn tán những người vợ và người hầu để đảm bảo sự thoải mái và địa vị của người đã khuất ở thế giới bên kia. Vì thế, ta cũng cần lưu ý là thuở ban sơ đã luôn có một khía cạnh tàn nhẫn nhất định nào đó gắn liền với tôn giáo mà không mấy quan tâm đến cuộc sống của từng cá nhân. Một tri thức thú vị của những manh mối này là tổ tiên chúng ta xem cái chết như một cửa ngõ đưa đến một giai đoạn tồn tại khác, được mường tượng như một phiên bản khác của thế giới này. Ta cũng nắm bắt được phần nào niềm tin của họ vào một thế giới bên kia, vẫn có liên kết với thế giới này, với cái chết là cánh cổng giữa hai thế giới. Đến đây thì có vẻ như niềm tin tôn giáo đã được thủ đắc qua một quá trình phỏng đoán đầy cảm hứng. Tổ tiên của chúng ta tự hỏi rằng thế giới này từ đâu mà có, và hình dung chắc phải có một quyền năng cao cả ở ngoài kia đã tạo ra thế giới. Kế đến, họ nhìn xác chết không còn thở nữa, và quyết định rằng những linh hồn hẳn đã rời khỏi thể xác mà nó từng trú ngụ để đi đến nơi nào khác. Tuy vậy, trong lịch sử tôn giáo có một nhóm người quan trọng không chỉ phỏng đoán về sự tồn tại của thế giới bên kia hay về điểm đến tiếp theo của các linh hồn thoát tục. Họ nói rằng họ đã viếng thăm thế giới ấy hoặc ngược lại. Họ đã nghe thấy những đòi hỏi nơi ấy đặt ra cho chúng ta. Họ được yêu cầu phải nói cho những người khác biết những gì họ đã thấy và đã nghe. Vậy là họ công bố những thông điệp đã được nhận. Họ thu hút những môn đồ, tin và bắt đầu sống theo những gì họ rao giảng. Chúng ta gọi những người như vậy là nhà tiên tri hoặc nhà hiền triết. Và thông qua họ, các tôn giáo mới ra đời. Thế rồi một điều khác nữa đã xảy đến. Các môn đồ ghi nhớ câu chuyện mà các vị tiên tri, hiền triết kể. Đầu tiên, câu chuyện được phổ biến thông qua truyền miệng. Sau đó, nó được viết lại trên giấy. Rồi nó trở thành thứ mà ta vẫn gọi là thánh thư hay bản chép thiêng liêng, kinh thánh. Cuốn sách mai cũng biết là sách gì đấy. Và nó trở thành biểu tượng giàu sức ảnh hưởng nhất của tôn giáo. Đó là một cuốn sách hữu hình. Hiển nhiên rồi, nó do con người chấp bút. Chúng ta có thể lần lại lịch sử của nó. Thế nhưng thông qua những ngôn từ trong đó, thông điệp từ thế giới bên kia được truyền đến thế giới này, kinh thánh trở thành cây cầu nối thời gian vĩnh cửu với thời gian hữu hạn, nối loài người với thần thánh. Đó là lý do con người kính ngưỡng và dành tâm huyết nghiên cứu kinh thánh. Cũng vì thế, các tín đồ căm ghét ai bán bổ hoặc hủy hoại kinh thánh. Lịch sử tôn giáo chính là câu chuyện về các vị tiên tri và hiền triết như thế, về các phong trào họ khởi tạo và những kinh thư viết về họ. Đây cũng là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi và bất đồng. Những người hoài nghi thắc mắc không biết liệu các vị tiên tri đó có thật sự tồn tại hay không. Và họ hoài nghi cả những tuyên bố dựa trên khải tượng và lời phán các vị này đã tiếp nhận. Cũng có lý thôi, nhưng họ lại bỏ qua điểm mấu chốt. Thứ không thể tranh cãi là việc các vị tiên tri và hiền triết ấy đã tồn tại trong những câu chuyện kể về họ. Những câu chuyện vẫn đang truyền tải ý nghĩa cho hàng tỷ con người ngày nay. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ đọc các câu chuyện mà các tôn giáo tự kể về chúng mà không nhất thiết lúc nào cũng băn khoăn có thật mọi chuyện đã từng xảy ra như vậy. Dĩ nhiên, việc hoàn toàn phớt lờ câu hỏi đó
cũng chẳng hề đúng. Thế nên ở chương tiếp theo, chúng ta cũng sẽ ngẫm nghĩ xem điều gì đã xảy ra khi các nhà tiên tri và hiền triết nhìn thấy những khái tượng và nghe được những lời phán. Một trong các vị tiên tri đó tên là Môsê. Chương 2. Những cánh cửa. Tưởng tượng rằng bạn đang ở trong sa mạc Sinai xứ Ai Cập vào một buổi sáng năm 1300 trước công nguyên. Bạn bắt gặp một người đàn ông với chùm râu rậm, đi chân đất và đang quỳ gối trước một bụi cây bồ hoàng. Bạn quan sát thấy ông ta chăm chú lắng nghe bụi cây, rồi ông ta nói chuyện với nó, rồi lại nghe. Cuối cùng, ông đứng dậy và sải bước với dáng vẻ quyết đoán. Tên của người đàn ông này là Môsê, một trong những vị tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử tôn giáo và là vị sáng lập ra Do Thái giáo. Câu chuyện viết về ông sau này kể rằng vào chính ngày này, Thiên Chúa đã ngỏ lời với ông từ một bụi cây bồ hoàng đang cháy rực, phán bảo ông dẫn một đám con dân đang sống ách nô lệ thoát ra khỏi Ai Cập để hướng về phía cuộc sống tự do ở đất hứa Palestine. Đối với bạn, người quan sát, bụi cây đó không bốc cháy đến mức sắp bị thiêu rụi. Bụi cây đó đang cháy rực những quả đỏ mọng thôi. Bạn nhận thấy Môsê chăm chú lắng nghe đến mức nào? Nhưng bạn chẳng thể nghe được lời nào phát ra từ bụi cây mà chỉ hiểu những lời đáp lại của Môsê. Thực ra, chuyện như thế cũng không có hiểu lắm đối với bạn. Hẳn có người từng thấy em gái mình nói chuyện rất hồ hởi với mấy con búp bê. Hay bạn có thể có đứa em họ hay nói chuyện với một người bạn tưởng tượng mà nó coi là thật không khác gì ba mẹ nó. Bạn cũng có thể từng nghe nói đến những người mắc bệnh tâm thần lẩm nhẩm với những người mà không ai nhìn thấy. Thế nên, hẳn bạn cũng quen với việc có người nghe được những tiếng nói mà không ai khác có thể nghe thấy. Nhưng hãy quay lại với Môsê một lát và nghĩ thêm về đấng vô hình đang truyền tới ông ấy. Thử xác quyết là có một thực tại vô hình nằm ngoài không gian và thời gian này, nơi có thể giao tiếp trực tiếp với loài người. Giữ ý tưởng ấy trong đầu và bạn sẽ hiểu được ý niệm trung tâm của tôn giáo, rằng có một thế lực trong vũ trụ nằm ngoài khả năng nắm bắt của các giác quan thông thường, và đấng ấy chủ động phán truyền cho một số người đặc biệt để họ tiếp tục đưa thông điệp đó đến những người khác. Tạm thời, ta hãy khoan đồng ý hay phản đối tuyên bố này. Chúng ta chỉ đang cố gắng xác định ý tưởng trọng tâm. Có một thế lực vô hình ngoài kia mà ta gọi chung là đấng tối cao, và đấng ấy đã tiếp cận chúng ta rồi. Khi lần theo lịch sử tôn giáo, ta sẽ thấy các tôn giáo khác nhau đều có các phiên bản và cách giải nghĩa khác nhau về tuyên bố này. Hầu hết, các tôn giáo đều mặc định là có tồn tại một đấng như thế, và tín ngưỡng của họ là cách hồi đáp tốt nhất đối với sự tồn tại này. Rồi, giờ ta quay lại với Môsê và nghĩ về cuộc gặp gỡ trong sa mạc ấy từ góc độ của ông. Bạn thì không thấy bụi cây nào đang cháy hay nghe có giọng nói của đấng nào từ đó phát ra. Vậy thì làm thế nào mà Môsê cảm thấy được hơi nóng của ngọn lửa, cũng như lắng nghe chăm chú lời phán bảo ông phải làm gì để mà làm theo? Hay những chuyện đó chỉ đang diễn ra trong tâm trí của ông, thế nên bạn không trông thấy gì cả? Hay tâm trí ông Môsê đã kết nối với một tâm thức khác mà bạn không có khả năng tiếp cận và lĩnh hội? Nếu các tôn giáo khởi đầu từ các trải nghiệm trong tâm thức của các vị tiên tri và hiền triết, và nếu bạn muốn lắng nghe những chuyện này một cách chân thành, chứ không chỉ phán bừa đó là tưởng tượng, thì bạn sẽ phải cân nhắc khả năng một số người có thể cởi mở đón nhận những thực tại khác mà số còn lại không nghe và nhìn thấy được. Một cách giải thích khả dĩ là tâm thức của chúng ta hoạt động trên hai tầng khác nhau, như một căn nhà có tầng trệt và có thêm tầng hầm hay hầm chứa bên dưới. Ta trải nghiệm sự khác biệt đó khi ngủ mơ. Ban ngày, tâm trí có ý thức tỉnh táo sống cuộc đời đã được lên kế hoạch và trật tự ở tầng trệt. Khi ý thức tắt đèn đi ngủ vào ban đêm, thì cánh cửa dẫn xuống tầng hầm mở ra, lấp đầy đầu óc đang mơ màng của chúng ta bằng những mảnh vụn lộn xộn, vốn là các khao khát chưa được thổ lộ hay những nỗi sợ đã bị lãng quên. Thế nên, nếu ta tạm bỏ qua câu hỏi liệu vũ trụ có gì sâu xa hơn những gì mắt thường nhìn thấy, ít nhất ta cũng đã thừa nhận rằng chúng ta có những điều khác nữa, ngoài cuộc sống bình thường, tỉnh táo của mình. Có một hầm ngầm trong tâm thức con người có tên là tiềm thức. Khi ta ngủ, cánh cửa vào tiềm thức mở ra, và qua đó, những hình ảnh và tiếng nói tràn vào, điều ta vẫn gọi là chiêm bao. Trong lịch sử tôn giáo, chúng ta sẽ thấy nhiều người khi thức có được các trải nghiệm mà mọi người khác chỉ thấy khi nằm mơ. Chúng ta gọi họ là những nhà tiên tri và những người mơ mộng. Nhưng mặt khác, ta cũng có thể nhìn nhận họ như các nghệ sĩ sáng tạo. Thay vì truyền những tưởng tượng của mình vào tranh vẽ hay tiểu thuyết,
Các nghệ sĩ này bị thôi thúc phải biến chúng thành các thông điệp có thể thuyết phục hàng triệu người tin theo những gì họ đã thấy, đã nghe. Mose là một ví dụ nổi tiếng cho kiểu hoạt động huyền bí này. Một cái gì đó từ một nơi nào đó đã kết nối với ông ấy, và vì một cuộc gặp gỡ ấy mà lịch sử của dân tộc Do Thái đã thay đổi mãi mãi. Nhưng cái đó là cái gì và nó đến từ đâu? Nó ở sẵn bên trong Mose ư? Hay nó ở bên ngoài? Hay là cùng lúc ở cả trong và ngoài ông ấy? Thông qua việc lấy ví dụ là câu chuyện xảy đến với Mose ở Sinai, cũng như dùng đến ẩn dụ về cánh cửa nối giữa tầng ý thức và tiềm thức của tâm trí, tôi muốn đề xuất một cách tiếp cận đưa ra ba cách lý giải khác nhau về các trải nghiệm tôn giáo. Thứ nhất, trong một sự kiện kiểu như thế này, cánh cửa giữa tầng ý thức và tiềm thức sẽ mở ra. Những gì xảy ra sau đó giống như một giấc mơ. Các nhà tiên tri tin rằng chúng đến từ bên ngoài họ, nhưng thực chất là đến từ tiềm thức của chính họ. Tiếng nói họ nghe được là thật. Đúng, nó đang nói với họ. Nhưng tiếng nói ấy là giọng nói của chính họ, đến từ bên trong tâm thức của họ thôi. Vì thế mà không ai khác nghe được. Thứ hai, có thể là có hai cánh cửa mở ra trong một sự kiện có tính tiên tri. Tâm trí tiềm thức hay chiêm bao, đó là chắc đang tiếp xúc với một thế giới siêu nhiên ngoài kia. Nếu có một thực tại khác ở ngoài kia hay một tâm thức vượt khỏi tâm thức người thường, cũng không phải là không có khả năng nó đang cố gắng liên lạc với chúng ta. Điều xảy đến với nhà tiên tri khi họ nhận mặt khải chính là việc họ bắt gặp thực tại khác đó và tâm thức của nó nói chuyện với tâm thức của họ. Thế rồi họ kể cho thế giới biết những gì mình đã được nghe. Thứ ba là một lập trường nằm giữa giả thuyết một cửa và hai cửa nói trên. Vâng, biết đâu có hẳn hai cánh cửa ở ngay trong tiềm thức của ta và tâm thức có thể đã thực sự gặp gỡ cái gì đó ngoài kia. Nhưng ta cũng biết việc hiểu tâm thức giữa người với người là đáng tin cậy đến mức nào. Vậy ta cũng nên thận trọng khi nghe ai đó tuyên bố là mình đã gặp gỡ một dạng tâm thức thần thánh. Cứ cho là có hai cánh cửa trong tầng tiềm thức của tâm trí con người, thì có vẻ cánh cửa dẫn đến thế giới kia hiếm khi mở ra hoàn toàn. Vì thế ta không thể biết chắc về những gì nhà tiên tri tuyên bố là đã thấy và nghe. Bây giờ, hãy sử dụng phép ẩn dụ cánh cửa của tôi để nhìn lại những gì đã xảy ra với Mô-xê trong sa mạc và cả ba cách tiếp cận giải thích về tôn giáo. Nếu bạn dùng cách lý giải một cửa, Mô-xê đã có một giấc mơ truyền cho ông sức mạnh và lòng quyết tâm trở thành người giải phóng nhân dân mình khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Câu chuyện sẽ được chúng ta xem xét kỹ hơn ở chương sau. Trải nghiệm đó rất thật, nó đã xảy ra, nhưng nó đến hoàn toàn từ tiềm thức của ông mà thôi. Cách tiếp cận tôn giáo này có sự tương đồng rất rõ với những rạp chiếu bóng kiểu cũ mà tôi vẫn rất thích khi còn bé. Ngày đó, phim ảnh được ghi lại trên những cuộn phim bằng nhựa celluloid. Ở phía cuối rạp, trên bao lơn, sẽ có một buồng chiếu để phóng những hình ảnh lên một tấm màn bạc trên tường đối diện. Từ chỗ đang ngồi, ta thấy hình ảnh hiện lên trước mặt. Nhưng thực ra, chúng đến từ cái máy chiếu ở sau lưng ta. Vì vậy, ta có thể nghĩ tôn giáo như một sự phóng chiếu những nỗi sợ hãi và ước ao trong tiềm thức con người ra ngoài màn ảnh cuộc đời. Tôn giáo có vẻ như hiện hữu ở ngoài này và có đời sống riêng. Thực ra, nó đến từ những tầng sâu thẳm trong trí tưởng tượng của chính ta, hoàn toàn là một sản phẩm do con người tạo ra. Bạn có thể chọn dừng ở cách lý giải đó hoặc chấp nhận phần lớn mô tả đó và vẫn bước qua ý tưởng hai cửa. Nếu giữ nguyên mọi trải nghiệm tôn giáo từ khía cạnh con người, thì ta cũng có thể tin trải nghiệm đó đến từ Đức Chúa Trời. Sở dĩ chúng ta không nghe được lời phán mà Mô-xê nghe thấy là vì trong trường hợp này, tâm thức của đấng ấy chỉ giao tiếp trực tiếp với tâm thức của Mô-xê mà thôi. Ta không thấy và không nghe được, nhưng đó vẫn là một sự kiện gặp gỡ đích thực đối với một thực thể khác. Ta không hoàn toàn hiểu được sự kiện, nhưng ta vẫn trông thấy kết quả của nó. Và cách lý giải hai cửa có thể phát triển thêm một hướng nữa. Ta biết người gặp gỡ người hàng ngày còn dễ có hiểu lầm đến thế nào, nên ta thấy cần cẩn thận, nghi ngờ và dè dặt khi nghe những lời tuyên bố rằng họ đã gặp gỡ Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ta nên vận dụng năng lực phản biện của mình đối với những tuyên xưng tôn giáo, chứ không chỉ tiếp nhận chúng đúng như những gì chúng tự nhận. Vậy, bạn có thể là người không có đức tin, một tín đồ thực thụ hoặc một tín đồ phản biện. Khi bạn ngẫm nghĩ về những vấn đề này qua nhiều năm, có thể bạn sẽ thay đổi từ lập trường này sang lập trường khác như nhiều người đã trải qua. Tôi sẽ để bạn tự quyết định cách nào là tốt nhất để lý giải các câu chuyện bạn sẽ đọc được trong sách này. Hoặc cứ để cho vấn đề bất định cho đến tận trang cuối cùng. Thậm chí, bạn có thể quyết định là không quyết định gì cả. Một quan điểm theo thuyết bất khả tri. Từ tiếng Anh là agnosticism, vốn bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là không thể biết được.
Đến đây, chúng ta đã và đang nói về tôn giáo một cách chung chung nhất. Giờ đã đến lúc xem xét từng tôn giáo cụ thể. Câu hỏi thú vị ở đây là ta nên bắt đầu từ đâu? Vì đó cũng là thứ tự mà ta sẽ đi theo. Không giống như lịch sử khoa học hay triết học, nói về các tôn giáo mà theo thứ tự thời gian chặt chẽ thì sẽ không ổn chút nào. Các sự kiện khác nhau diễn ra ở các nơi khác nhau trong cùng một thời điểm. Vậy nên, ta không thể đi theo một đường phát triển liên tục. Chúng ta sẽ phải đi ngoắt ngoẽo chữ chi theo cả thời gian và địa lý. Cách tiếp cận này có cái hay là ta sẽ thấy được sự phong phú của các câu trả lời mà các tôn giáo đã đưa ra nhằm đáp lại những câu hỏi lớn con người vẫn tự vấn từ thuở nguyên sơ. Câu hỏi có lẽ vẫn không đổi. Có ai ở ngoài đó không? Điều gì sẽ đến sau khi ta chết? Nhưng câu trả lời có thể rất khác nhau. Nhờ vậy mà lịch sử tôn giáo trở nên vô cùng hấp dẫn. May sao, hành trình của chúng ta dường như có một điểm khởi đầu hết sức hiển nhiên. Hẳn là với tôn giáo cổ xưa nhất và theo nhiều nghĩa cũng là tôn giáo phức tạp nhất còn tồn tại, Ấn Độ giáo hay Hindu giáo. Vậy, ta bắt đầu đi từ Ấn Độ.